đây là những cái áo mới mua được của ngày hôm qua. Đây, cái này là size medium, rất là đẹp. Các bạn nhìn như vậy thôi nha, thật khi các bạn mặc vào người rồi các bạn mới biết được cái áo đầm nó đơn sơ như vậy mà nó đẹp đến như thế nào. Nó có hai cái túi, nó có hàng nút. Các chị em nào thích thắt cái beo lớn lớn một chút, beo thun cũng được, không thích thắt thì thôi. Nhưng mà nếu mà thắt cái beo á thì các bạn phải mang giày CC mặc, CC đi, lúc đó là đi vô trong sòng bài để ăn đó. Trời ơi, CC nói thật nha, ai cũng khen hết. Đẹp lắm các bạn, vải xô mà đơn giản như vậy là các bạn nên mua đó. CC nói thật, bạn to thật là to bạn cũng mua, bạn nhỏ thật là nhỏ bạn cũng mua. Đây là cái áo đầm mà CC nói đẹp không thể nào tưởng được. Nhìn như vậy nè, thôi đơn giản quá, bình thường quá ha. Nhưng mà các bạn mặc đi, mặc đi rồi các bạn mới biết. Hãy tin CC ở cái điều này. Những cái này CC bao la nhiều lắm luôn á. Nó lịch sự mà nó đẹp mà khó diễn tả lắm các bạn. Và đây cũng là một thương hiệu khá nổi tiếng, các bạn thấy không? Những cái thương hiệu nào đó mà nó từ khá trở lên, nó luôn luôn cho các bạn đồ phụ liệu kèm. Còn những cái đồ mà nó rẻ tiền quá, họ bán cho mùa hè thời trang thôi, thì họ không có quan trọng những cái phụ liệu này đâu. Mà đây là những hộp nút rất là đặc biệt, ngoài thị trường không có bán, cho nên là họ mới cho bạn. Cái hãng của họ, họ ra cái áo này, họ độc quyền ở cái bộ nút, cho nên họ sợ các bạn mất cái nút, cho nên họ mới cho kèm các bạn cái nút đó. Còn những thương hiệu bình thường họ không có cho đâu. Cái áo này cũng rẻ tiền lắm, sale rồi đó. CC mua hình như cũng còn khoảng chừng 30 mấy đồng mà. Không có phải size của CC cho nên là CC không có mặc vào. Có một số các chị em cứ muốn rằng là CC là mặc đồ cho các chị em xem. Nhưng mà thông cảm cho CC đi. CC là size 2, cùng lắm là CC chỉ mặc được tới size 4 thôi. Chứ size 6, size 8, size 10, size 12 CC không thể nào mặc được. Tại vì sao? CC như vậy mà CC mặc cái áo rộng thùng thình như vậy đó, nó còn làm xấu cái áo hơn. Mà đã xấu thì làm sao các chị em mua được. Thành ra thông cảm cho CC, CC không mặc ha. Đúng sai CC, CC mặc. Còn các chị em nói CC mặc đại đi chị, không sao đâu chị, CC không mặc đâu. Là tại vì CC biết không đúng sai mình mặc vào xấu cái áo của người ta. Mà đã xấu rồi thì làm sao các chị em mua được. Thông cảm cho CC nha. Chứ không phải là CC không muốn mặc đâu. Là tại vì CC biết có mặc lên các chị em cũng không mua. Là tại vì nó không đẹp làm sao mà mua được. Đó, cho nên là những cái nào không đúng size của CC, CC sẽ cầm lên cho chị em xem. Cái này CC có nhiều lắm, cho nên CC biết. Các chị em nào size medium nghe lời CC mua lấy cái này đi. Đừng có sợ là nó mỏng quá thấy đồ lót. CC đó nói với các chị em phải mua những cái dạng đầm lót. Hiện bây giờ thấy sale là mua liền. Không sale CC chưa mua, nhưng CC hứa là CC sẽ mua đầy đủ cho các chị em hết. Không có sale 50-60 đô một cái. Chờ sale đi 20 mấy đô, 30 đô. Cái loại thường thường 10 mấy đô cũng có. Yên tâm ha. Đây, size medium hãy mua áo này nghe lời CC đi. Mê lắm, lịch sự mà không biết nói luôn. Đẹp lắm, chỉ biết nói vậy thôi ha. Và đây, đây là cái thương hiệu CC mê đó. Trời ơi, mặc vào người mới biết đẹp nha. Nhưng mà không đúng size của CC, nhưng mà cũng điệu lắm. Cũng mặc vô thử rồi. Cái này nó là thun, kéo nó phùng phùng lên, ở dưới váy nó xòe xòe ra. Đẹp lắm các bạn. Tuyệt đẹp luôn đó. Lắc nhẹ người một chút thôi là thấy các bạn đẹp rồi. Những cái áo như vậy á, nó giúp cho các bạn đẹp. Nói thật luôn, vừa đẹp vừa tự tin nữa. Bởi vậy nó mới là những cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đúng không ạ? Mà chúng ta may mắn là chúng ta mua được on sale. Đó, CC mê cái này lắm nè. CC sẽ đi tìm cho bằng được cái size của CC ha. Tuyệt vời luôn nè. Bây giờ CC cầm, CC quay là các bạn thấy cái độ xòe của nó là đẹp như thế nào. Ở trên cổ sơ mi là mốt của năm nay. Nè, đó. Như vậy thôi là cũng đủ biết cái áo đẹp rồi các bạn. Không cần phải mặc vào người nữa, thấy không? Đúng là hiệu nổi tiếng có khác. Tất cả 50% off ha. Đây, có hai cái, hai màu nhưng mà lại là hai size khác nhau. Nhưng mà CC hứa CC sẽ đi tìm cho các chị em yên tâm. Mỗi một cái áo này nó có cái áo lót ở bên trong. Cái áo lót ở bên trong không là mấy chục đô rồi ha.
có thể mặc rời ở ngoài được. Đây là thương hiệu đó. Hai cái, hai size, một cái size 10, một cái size 6, size 8 gì đó. Nè, các bạn thấy không? Màu hồng hồng là có mặt CC à. Mình vải nhẹ, thật là nhẹ luôn. Đi ra gió, trời ơi, CC nói thật nha, cái phần xòe này mà nó bay lên mà các chị em không mê nữa thì thôi. Đẹp không thể tưởng được. CC sẽ đi tìm cho bằng được. Khi nào có, CC mặc cho các chị em xem. Mê lắm luôn, 50% off. Và đây, cái này cũng là cùng với một cái thương hiệu đó ha. Nhưng mà đó, những cái dạng đầm này nè, cái này là đắt tiền nhất trong tất cả những cái mà CC mới làm cái video trước đó. Bông bông đó. Không biết tại sao đắt tiền, CC cũng không biết nữa. Mấy cái chia 138, 128 mấy cái áo này nè là 188 đô lận. Gần 200 đô cái áo đầm này. Cũng chỉ có một cái duy nhất thôi ha, cùng thương hiệu đó. Quá tuyệt vời. Sao lại đắt tiền đến như vậy? Là tại vì quá sức đẹp. Trời ơi, cái này đó mà các chị em nhảy đầm đó, mà xoay một cái. Cái này đó mà các chị em nhảy đầm đó mà CC nghĩ đó, xoay một cái các bạn. Trời ơi, chắc mê ly. Cái phần ở dưới cái like nó hơi khác nè. Nè, các bạn thấy không? Sang trọng và đẹp vô cùng. Cái này size 10 lận. Cái này size lớn, không phải size CC. Chứ size CC, CC để mặc đó. Mặc thử coi nó như thế nào đó. Mà nó lại đắt tiền như vậy nè. Nhưng mà cái áo này nè, cái phần eo á, nó cắt như vậy, cột cái dây. Còn cái kia nó là nguyên một cái bản thun. Cái này có một cái duy nhất, không thể nào tìm được nữa các bạn. Cái này là CC mua lâu rồi nha. Cái này mua chắc cũng mấy tuần trước rồi đó. Quá sức đẹp. Đẹp mê ly luôn. Mà cái tà này nó cũng khác với lại cái tà áo kia nữa. Chắc có thể vì như vậy đó mà nó đắt tiền. Tuyệt đẹp. Không hợp màu đỏ, nhưng rất thích màu đỏ. Nhưng không có size của CC. Cái này size lớn lắm. Cái này size 12 lận. Các bạn có thấy size 12 mà họ cắt cái dáng áo đẹp ghê không? CC không nghĩ là size 12 mà nhìn lại size 12 các bạn. Nè. Bụng các bạn cỡ nào cũng che hết. Với cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như vậy. Đẹp mê ly không các bạn? CC mê cái áo đầm này lắm đây nè. Đẹp không thể tưởng luôn. Nếu mà có size của CC mà màu khác là CC mua liền. CC sẽ đi tìm, đi kiếm, chờ đợi là hạnh phúc. Đây. Sang trọng, lịch sự và đẹp vô cùng. Màu đỏ đẹp lắm ha. Trong phone mình màu đỏ không đẹp. Màu đỏ ngoài đẹp lắm các bạn. Bụng các bạn bự như thế nào? Eo các bạn to như thế nào? Mông các bạn to như thế nào? Đều mặc được cái áo đầm này cả. Đẹp không thể tưởng luôn. Đối với CC, cái áo đầm này 100 điểm. Không có một điểm gì để chê cái áo đầm này cả. Nói thật luôn đó. Đẹp không thể tưởng luôn. Ở bên trong có cái lớp lót. Mát lạnh luôn. Trên cả tuyệt vời luôn. Không có gì có thể chê cái áo đầm này được các bạn. Không thể chê được luôn đó, CC nói thật luôn. Cái lớp lót ở bên trong không có phải là cái áo hả, nó liền luôn, nó may dính liền luôn. Chị em nào size 12 đừng bỏ qua cái áo này, CC nói thật đó. Đẹp lắm các bạn, đẹp không thể tưởng luôn, tin CC ở cái áo này đi. Nói thật, muốn thắt một cái beo ngang đây cũng đẹp. Để suông như vậy cũng đẹp. Trên cả tuyệt vời. Đúng không ạ? Cái này nè các bạn, nhảy đầm đó, xoay một cái như vậy nè, nó tung ra một cái vòng rất là đẹp luôn. Chị em nào mặc vừa cái này mua đi. Nhất là chị em biết nhảy đầm. CC nói thật, đẹp lắm, sang vô cùng luôn. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ đi,
nhảy đầm là phải quay rồi. Trời ơi, cái đầm nó sẽ xòe tung ra. Oh my god, chắc đẹp lắm luôn đó. Bạn sẽ là người xinh đẹp nhất trong đêm hôm đó. Nhờ cái áo đầm làm cho bạn sẽ đẹp và người ta sẽ chú ý bạn nhiều hơn. Đúng không ạ? CC là người nhảy đầm nha các bạn. Cho nên là mấy cái này là CC biết hết à. Đó. Tuyệt đẹp luôn. Hãy mua lấy cái áo đầm này nếu đúng size của các chị em. 188 đô. Đắt tiền nhất trong tất cả những cái áo đầm mình đang có. 188 đô 50% off. Một cái duy nhất. Đẹp trên cả tuyệt vời, đẹp mê ly luôn. Những cô nàng giám đốc của CC đâu rồi? Các chị đẹp của CC ở bên Mỹ thường xuyên đi nhảy đầm của CC đâu rồi? Đừng bỏ qua cái áo đầm này, CC nói thật luôn đó. Tuyệt đẹp luôn, mê luôn. Rồi, hết rồi. CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye, I love you.